Xin chào tất cả các anh em nha. Video này một cái trend DeFi nhận tốc cần có cái hiệu là OCJ. Con này cũng mát là có 65.000 tốc cần nha các anh em. Chạy trên nền tảng TC20, một dự án này sắp list lên sàn Uniswap, sàn Bitum này nó shit thằng lớn không tất cả nên tham gia dự án này các bạn. Vì khả năng dự án này khá là tiềm năng nha các anh em. Rồi để tham gia dự án các bạn lấy phần link mô tả của mình, mở cái Telegram ra bấm nút start nè. Sau khi bấm ra cái giao diện này các bạn tham gia dự án này các bạn sẽ nhận được 0.4 giá khởi điểm là khoảng 6 đô nghe các bạn. Rồi các bạn bấm tiếp continue nha các bạn. Rồi sau khi bấm continue các bạn nhóm group và channel nữa nè. Khoan để mình coi, mình kiểm tra mình join cho các bạn một xíu nghe các bạn. Rồi mình join rồi nghe các bạn, bấm đáp lại. Rồi tới follow thì các bạn follow. Chuyển đến trang theo quên nha các bạn. Rồi các bạn bấm theo dõi nha các bạn. Đây thì các bạn lựa trang chủ dán nè. Trang chủ dán bài nào ta? OCB, TCM, John Lin, con chắc bài game nữa ta. 15.000 mát. Các bạn like bài này luôn nha các bạn. Phan, để mình kiếm cái bài game nữa các bạn. OCB. Mình đi với comment bài đầu tiên đi, tại vì bài đầu tiên số lượng chi tiết đông nè. Rồi các bạn nhấp vào các bạn. Rồi các bạn bấm dây trích dẫn từ quýt, các bạn tan ba người bạn của mình vào người ta các bạn. Chờ. Các bạn về hết. Một nè. Cho chờ một chút nha. Hai nè. Rồi, anh em tán ba người bạn vào, anh em bấm nút test lại nha tất cả anh em. Rồi, anh em bắt đáp rồi đi. Lâu sau end bot nhấp vào. Con này làm nhiệm vụ hơi căng tất cả anh em ơi. Vụ đơn giản quá nó không có trả anh em ơi. Rồi tất cả anh em chờ lót tính trang chút xíu. Rồi. Chờ lót dự án các bạn ơi. Rồi anh sẽ trên chia sẻ công khai nha tất cả anh em. Rồi tới Instagram là các anh em like và comment và retweet share pin post nữa nè. Rồi anh em bấm vào Instagram nữa nha tất cả anh em. Anh thì các bạn bấm thì muốn theo dõi của nó nè. Ừ. Mày giết của nó đâu lót sao kỹ ta. Phan tất cả anh em chờ mình chút nha. Tất cả anh em. Rồi bài giết nó anh em nhấp vào bài giết của nó. Anh em like cái nè. Rồi anh em bình luận cái nghe tất cả anh em. Good. Này đưa up đi. Rồi anh em đăng lên tên em. Cái đó bot bỏ sao đi. Rồi nó kêu reset cho bên bot, mình làm theo yêu cầu luôn đi tất cả anh em bấm vào. Comment mình bot bài gì là được rồi tất cả anh em ơi. Mình khỏi chia sẻ gì rồi anh em bắt up lại.
bạn nào chưa biết đăng ký cái đít thì nhấp vào đường link đít hoặc là đăng ký một trên web cũng được nha các bạn. Vì đây mình đã có tài khoản rồi, cái đít này thì nó cũng như Facebook Messenger những trang mạng xã hội khác thôi. Rồi các bạn chờ lót dán chút các bạn. Rồi các bạn follow cái đít. Cái đít này thật ra cái đít này các bạn không cần, các bạn bỏ qua bước này cũng được nha các bạn. Vì cái đít của nó bị lỗi. Bỏ không được. Các bạn. Còn bạn nào muốn follow thì follow, còn không follow cũng bỏ cũng được. Chết bà dân luôn các bạn. Để mình đứng này các bạn. Tất cả mấy tên con này anh ghép anh em cộng đồng tham gia con này rất là mạnh nha các anh em, thiệt mình thấy cái kèo này rồi anh em mình chờ lót dán chút xíu nha các anh em. Rồi anh em điền lại kêu rồi anh em điền username gọi là cho bot này. Lót chút xíu lót ơi xin mày. Rồi anh em nè profile link. Rồi anh em mở cái tay word của mình ra tất cả anh em, tất cả anh em chờ mình chút em, mình cũng rất là làm kêu mình gắt thôi là kiếm đường rút ngắn gọn cho tất cả anh em đó. Nhưng thật ra cái máy mà nó lót chậm biết sao vậy tất cả anh em á. Bấm vào ba cho bạn chia sẻ tìm cách mình phục lại đường nào mà cho máy chạy nhanh mượt cho tất cả anh em làm ai góp cho tất cả anh em nữa. Những dáng ai gấp mà anh em mới làm anh em nói chưa có phân phối đâu người ta, các anh em cố gắng để chờ đợi thôi anh em ơi. Và anh em gỡ rồi nó gỡ kêu tất cả anh em gỡ tiếp cái đường link Facebook nha tất cả anh em vào link Facebook mình lấy rồi anh em mở cái Facebook mình rồi nó kêu gửi tiếp một đường link Instagram cho anh em quá dễ rồi. Anh em nhấp vào chữ Instagram này các anh em cho cái nhân này đó. Rồi tất cả anh em chờ mình chút xíu nha, nhanh đi. Còn rồi anh em nhấp vào hình đầu gạch này nè các anh em thì lấy Facebook của anh em nhấp vào trang cá nhân của mình nè cộng dưới đây nè thì lấy Facebook như vậy người ta em, anh em bấm vào khay sao chép vào khay như tạm này các anh em, rồi anh em bắt up lần người ta em, đó là đường đường em bắt vào người ta các anh em, anh bước xuống đi. Mình thì phải làm những dáng thế này rồi tất cả anh em gỡ người ta các anh em. Rồi nhiệm vụ tiếp theo nó kêu gỡ đường link profile cái đít thì anh em đăng ký một cái đít rồi gỡ đại một cái profile cho nó các anh em. Đường link cho nó đi không cần anh em. Cái nhập vào ba cái gạch này nè các bạn. Các bạn chờ chút xíu. Các bạn nhập vào ba tài khoản rồi mình nhập vào trang cá nhân đầu người của mình nè. À, rồi tất cả anh em cũng bấm vào một chia sẻ nha tất cả anh em. Rồi anh em sao rồi anh em gửi tiếp nha tất cả anh em.
RAM nó, mạng của mình nó yếu nè các bạn ơi, boss ra chạy không nổi luôn. Nếu mình hướng dẫn ngắn quá thì có nhiều bạn mới làm không được, mà mình hướng dẫn rồi nó kia các bạn đi xe 20, các bạn dùng ví Chonlin Wallet nghe các bạn, con chắc của nó. Rồi các bạn mở ví Chonlin Pro mình ra nè. Bạn nào không biết tôi với Chonlin thì có thể bắt riêng cho mình các bạn, hoặc để dùm lại comment dưới bình luận video này, mình sẽ gửi một cái video hướng dẫn tôi ví cho các bạn và gửi tôi cần TX cho các bạn kích hoạt ví nghe các bạn. Vì hiện tại giá ga cao nên tôi cần chạy tin TX rất là từ xe 20 rất là thông dụng các bạn, nên tạo một quạt. Rồi quạt chạy robot nè, đang bắt vào nè. Mình thấy dự án này cũng khá là ngon nên mình mới làm nữa các bạn. Rồi, các bạn gửi các bạn. Rồi. Anh em bên nào Balenci đi chết thằng các bạn. Rồi, con boss nó bị điện. Cái máy mà cũng bị điện giật luôn. Rồi tất cả anh em bấm vào Balenci thì cái máy của anh em thì nó hiện ra số tốc cần anh em kiếm được, anh em bấm. Vào một cái nha.